Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại Vua Tê và mình đang có mặt tại Mega Grand World Hà Nội. Dạo này thì địa điểm Mega Grand World Hà Nội đang là một nơi mà nhận được rất là nhiều sự quan tâm và thích thú của các bạn trẻ Hà Nội. Và cũng là thể theo phong trào thì hôm nay bọn mình sẽ có một tour khám phá xem là chúng ta sẽ ăn gì, chơi gì và mua sắm gì tại Mega Grand World Hà Nội. Mời các bạn cùng theo chặn mình nhé. Ok, ở đây chúng ta có rất là nhiều các hoạt động vui chơi, giải trí khác nhau mà chúng ta để trải nghiệm. Và Ví dụ như là có mấy cái đoàn thuyền đi qua đi lại cũng thấy khá là vui. Thế nên là bọn mình quyết định hoạt động đầu tiên sẽ chính là trải nghiệm thuyền gondola. Let's go! Qua sông Venice. Tình hình là mọi người ạ, mình không biết ở đây có giảm giá vé cho trẻ con hoặc là người dưới 1m55 không. Nhưng mà mình tự tin là mình dưới 1m55. Đây của em thêm 4cm nữa rồi ý. Mình vẫn phải mua giá gốc mọi người ạ, không sao cả. Các bạn ạ, chúng tôi đang trên một chiếc... Rồi mày tao như con tịnh cái đầu ngồi đầu ra đây. Chúng tôi đang trên chiếc thuyền gondola với bốn anh em trên một chiếc thuyền 5 cây một giờ. À không, 5 anh em, cả anh này nữa. À cả anh này nữa. Hồi đi Phú Quốc á, mình nhìn game mình cũng khá thích nhưng mà chưa có cơ hội đi. Bây giờ kiểu ước ao ấy nhưng mà không có tiền ấy. Thế là hôm nay kiểu được công ty tài trợ thì là mới đi đấy. Mát nhờ, thích nhờ. Cảm nhận thấy sao? Cảm nhận quý tộc nha. Quý tộc à? Đây là sông ở sông gì? Venice. Nói chung là cảnh quan rất đẹp. Người ta làm các nhà mới xịn sò. Nước cũng trong rất đẹp nha. Mỗi tội là... trong xanh, hai bên thì cảnh đẹp. Chung là cũng trông nó cũng gọi là nước ngoài ấy nhỉ? Đúng rồi. Quốc tế. Ơ anh ơi, cái thuyền này chạy bằng điện đúng không anh? Tại vì kiểu nó không bị cái mùi dầu khó chịu ấy. Mình được mọi người đi cái thuyền này mình có thấy sợ không? Với cả đi có dầu thì sợ say. Nhất là anh cameraman của mình. Đi 5 km/h rồi. Thích nhở, chịu nhở? Trời nào cũng thích, như mùa thu Hà Nội vậy. Đi dạo một vòng thì bọn mình nhìn thấy có khá là nhiều quán hay ho. Kiểu là trà sữa Campinas này, quán nhậu tự do này. À, quán kem này đó, thì bây giờ mình sẽ chọn một quán hộp giáo đi. Lẩu dân dê đây. Đây cũng là một địa điểm check-in rất là hot. Bây giờ mình sẽ xuống check-in trước rồi tìm một quán ăn nào đó. Chúng mình đã đến địa điểm check-in hot hit đầu tiên và cũng là một điểm food tour rất là hot trong giới trẻ bây giờ. Gọi là kem nàng tiên cá. Đấy, thì chúng tôi đang ở quán tên là Rose Eyes. Hình như đây là kiosk 9, nếu các bạn muốn thì có thể ghé qua nha. Trông nó rất là kiểu đa dạng ấy, kiểu tức là không phải là kiểu theo vị á. Kem sẽ theo tên luôn, Iron Man này, Spider-Man này, Thor. Kem nàng tiên cá này có vẻ hot này. Và tôi khá là tò mò xem là các bạn sẽ sản xuất ra cái kem này để đưa cho mình như thế nào. Thôi cho em con chó Snoop đi. Một điểm đặc biệt ở đây là mình có thể chọn cái nhân vật tạo hình và sau đó người ta sẽ chọn vị cho mình. Em chọn nàng tiên cá đi. Em lấy cái này hot nhất này. Cái này đang hot thì cho mình một nàng tiên cá đi. Một mermaid này. Giá kem thì cũng khá là cao hơn trung bình một tí. Đấy, mong là nó ngon. Dư vào đi. Rồi. Em chụp cho anh cái ảnh được. Chúng mình vừa lấy được 3 cây kem gelato. Đấy, mình là kem tiên cá hot hit nhất. Nhưng mà đây là kiểu nói chung mà mình vừa chụp ảnh rau cái thứ ấy. Nên là nó chảy hết rồi, các bạn thông cảm, nó không đẹp được như lúc đầu nữa. Của chị là sô-cô-la đúng không? Anh Dư cũng thế. Yo, còn của em là bắp bồ găm. Đi một vòng thì mình cảm thấy khá đói rồi. Bây giờ quyết định là sẽ chọn một món gì đấy ấm ấm một chút. Và mình đã nhìn thấy một nhà hàng dim sum Long Quang. Cũng khá là quen thuộc đây nhưng mà ở đây cũng có luôn. Ok, đi thôi. Wow, nghi ngút khói luôn. Định là vào Long Quang để ăn dim sum nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn không cưỡng lại được sự dẫn của đồ hấp. Ui, kiểu mình thấy mọi người review về cái đồ hấp này khá là nhiều rồi nhưng mà mọi người chắc có gọi đi ăn. Tại vì những cái món ăn như thế rất là hợp với đi ăn gia đình. Vì là kiểu rất là healthy, phù hợp với các bố các mẹ mà kiểu khó tính một chút ấy. Đồ thì rất là tươi, từ thịt hải sản cho đến con tôm vẫn còn đang nhảy tách rất là đáng sợ. Thì bọn mình có được chị nhân viên giới thiệu là có 3 loại nước sốt chấm. Đây là nước sốt xanh để chấm hải sản thì rõ rồi này. Còn chấm sốt này là để sốt đỏ chấm thịt đúng không? Còn sốt này là để chấm dim sum và các loại há cảo. Đó. Xì dầu. Ngon ha. Amigo. Ok. Đó là cá chấm đúng chị. Dạ vâng, cá chấm ạ. Ok, là rẻ xì bò ạ. Wow. Nhất định là mình sẽ dắt bố mẹ mình đến đây ăn. Nó rất là ngọt luôn.
mà đồ tươi nữa. Ngon lắm luôn mọi người ơi. Ngon nè. Nhà hàng Long Quang thì ở ngay cái đó, mọi người cứ đi đến theo đồng hồ rồi mọi người nhìn sang bên tay trái thì sẽ thấy bò tơ quán Mộc này, Long Quang đó, hai khu này ở sát cạnh nhau. Hoặc là không thì mọi người xuất Google Map nó cũng ra đấy, nó sẽ chỉ rất là cụ thể đến tận nơi luôn. Cái này là bắp bò, bắp rẻ sườn bò. Ui. Thịt thì mình sẽ chấm với sốt đỏ. Chấm nhầm. Em thấy sốt ở đây ngon nhá, sốt hải sản, sốt xanh ấy, không bị cay quá mà khá là thơm. Đấy sốt đỏ cũng ngon. Ui, rẻ sườn bò rất là mềm luôn ấy. Mềm mọng ấy à. Kiểu nó rất là ok ấy. Nhà hàng này phù hợp với gia đình tại vì là các bạn có trẻ nhỏ ấy, ở bên dưới còn có cả cháo nữa cơ. Đấy, thì các bạn nhỏ có thể ăn cháo, còn bố mẹ thì có thể ăn đồ khóc ở bên trên. Ngoài cái việc là bọn mình gọi món lẻ ra thì cũng có cả combo cho gia đình đúng cơ, tùy theo số người á. Thì chúng tôi không phải gia đình nên chúng tôi gọi lẻ. Rau củ đây nói chung là tìm hiểu qua thì là đạt cái tiêu chuẩn Việt Gáp. Là rau rất sạch. Tức là nói chung là mình không phải lo về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ. Dạ. Yeah. Ăn rất là yên tâm. Em toàn ăn rau luộc hoặc là rau xào đấy, hoặc là salad. Chưa bao giờ. Chưa. Chắc là đây là giới thượng lưu. Từ ngày làm với Dương rồi tôi thấy Dương có nhiều cái đó lần đầu á, kiểu người trên trời rơi xuống ấy. Bún đậu. Bò thì bò tươi và quan trọng nhất là ví dụ em tập gym em rất thích ăn lẩu nhưng mà cái lẩu béo nhất là ở nước. Còn đây là không bị béo bởi vì là không có nước. Nên là chỉ ăn cái thôi, yên tâm là không béo. Nhưng mà chị thấy hồi nãy em uống hai cốc trà sữa cơ mà. Một miếng bò rất là thanh đạm và cuốn nấm vừa mồm. Nấm kim chi đúng không? Lần đầu tiên ăn bò cuốn nấm. Nhưng mà ủa mình có lên xin công thức nước sốt ở đây không? Ngon lắm. Em xin đi người ta không cho đâu. Ui, nó giòn đấy. Ôi nấm tươi lắm luôn, mọi người tươi điên lên ấy. Tôi rất là vừa phải giữa thịt và nấm nó vừa phải ấy. Cái đĩa này thì chắc là mẹ tôi sẽ thích, còn tôi thì không. Tôi xin lỗi, bọn tôi xin lỗi các bạn, bọn tôi không ăn được rồi. Em ăn mà. Ok. Nhưng mà nóng quá mọi người ạ, lâu hấp. Ui chị ơi, đây là lần đầu tiên em thấy một con tôm hấp chín mà nó đẹp như thế này. Sinh viên Remit hay ra cái vẻ nghèo khó lắm chứ. Mẹ mày ghê thế chứ mẹ mày buồn. Đây rồi em nào, em bóc tôm cho mọi người. Ok. Được, thử thách chấp nhận nhé. À không, một lần cho mẹ. Bây giờ sẽ đến tiết mục đặc sắc nhất của ngày hôm nay. Mini game bóc tôm. Đặc sắc nhất luôn đấy. Thế giờ đấy, mày chỉ bóc được hai con, mày vẫn chốt con nào đấy. Nóng. Chết rồi. Người ta bóc được con đĩa. Bây giờ em thu hồi chưa? Tạm biệt bạn vỏ nhá. Ok. Thôi đi về đi. Chị nào. Đẹp nha. Đấy. Bạn ơi, cái dâu kia. Không chỉ này ăn luôn tôi biết. Wow, rất là chân thực của quẩy ra ấy. Ngon này. Ừ, đúng. Thịt chắc, dai. Thịt rồi, rau rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang gì ạ? Ít tinh bột. Đấy, chúng ta có một món đặc sản ở Long Quang nữa là gọi là dim sum handmade. Đấy, thì em được nghe là dim sum ở đây được đảm bảo chất lượng là phải tươi. Và được các đầu bếp gọi là nâng niu từng miếng dim sum một. Và đây là há cảo Ngọc Bích. Ừ, Ngọc Bích. Ngọc Bích. Rất là tên, rất là hay và vỏ cũng rất là đẹp. Bên này là han chê. Đấy, cả hai loại này thì đều có một nhân, đấy là nhân tôm thịt. Dim sum Ngọc Bích của bọn mình vỏ rất là đẹp. Ui, cái vỏ thơm lên. Mình nghĩ là cái dim sum này hấp tới á nên là nó không bị nước. Nên nó khá là ráo nhưng mà mọi người sẽ nghĩ là kiểu mọi người thích cái nước đấy là ngọt đấy, nhưng mà mình lại thích ăn ráo như này thì thấy nó khá là thơm. Ôi mọi người thử ăn không chấm đi, nó có một cái vị khác luôn đấy. Nên mọi người sẽ cảm nhận rất là rõ cái vị ngọt của thịt tôm. Có thì đúng không? Và cái vỏ nó không bị bở quá. Tức là nó dai dai vừa đủ đấy. Nhai đã mùi. Đúng là handmade nó là một tầm cao khác, một đẳng cấp khác. Đây là món gọi là điểm tâm cuối cùng của chúng mình là món cháo. Món tinh túy nhất của ngày hôm nay là có bao nhiêu dưỡng chất tinh hoa từ các món hấp ở bên trên là đã xuống hết món cháo này rồi. Chung trẻ. Chị bảo bình thường là phải 40 phút đúng không chị? 1 tiếng. Tuy nhiên là vẫn ngon, cái hương vị khá là ngọt. Với cả em thấy cái nồi hấp này công suất cũng cao ấy, nên là cái hạt gạo nó cũng khá là được tẽ rồi, nó không bị cứng quá. Vỡ. Nó nghe rồi thì bây giờ bọn mình sẽ đến với địa điểm tiếp theo. Rồi, sau khi mà đã uống ngon say thì mình quyết định sẽ tham gia một trò chơi mà mình cảm thấy rất là hào hứng từ đầu rồi. Nhưng mà phải đợi đến 6 giờ thì người ta mới mở cửa, mọi người nhìn đi. Carousel, vòng quay ngựa gỗ. Tuổi thơ mơ ước con người. Rất đẹp nha, rất hợp vai mùa đông Giáng sinh. This year is just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Địa điểm tiếp theo chúng ta sẽ đến với Catena Coffee and Tea House. Yeah, chúng tôi đã rất quen thuộc với thương hiệu này ở Hà Nội rồi nhưng mà ra khỏi ngoại. Nói chung bạn xa rồi, bọn tôi chưa uống nhiều, bọn tôi mới được uống lần đầu thôi. Nói chung là đúng rồi.
Đồ uống bọn mình đã ra rồi. Ở đây bọn mình có trà sữa chôm chôm này. Của em là? Của em là bơ dừa non. Ô long từ quý sữa. À, trà sữa từ quý ô long. Mình gọi chôm chôm bởi vì là trà sữa chôm chôm đây nghe nói là kiểu best seller và rất là hot, tạo nên tên tuổi của Catinat. Với cả trà sữa chôm chôm là mùa đông rất hợp vì có thể uống nóng. Mới cả một điều nữa đấy là mình thấy là ở đây thì đa dạng topping ấy, nên là mình gọi hết gọi hết luôn. Buffet là topping là hợp với bọn mình nhất. Chưa uống mà chúng tôi đã bàn nhau là mang cốc về rồi. Nó rất là cứng cáp rồi, nó rất là lấp lánh. Happy New Year. Bling bling. Đây là chân châu caramel. Quên nhầm. Chôm chôm caramel. Chị Huyền có nhiều pha rất là ối giời. Đây là chân châu phô mai này. Được. Đấy. Ôi được cái ở Catinat chân châu trắng rất đẹp nhá. Còn đây là một loại thạch gì đấy mình không biết tên. Đây xem nào. Quên không nhìn tên. Trông thạch tiết, đào hay sao ấy? Tiết nhỉ? Hình như thạch đào. Ừ, chắc vậy. Không, đây không phải chôm chôm đâu chị. Đây chôm chôm này. Đây này, đây không phải chân chôm. Đây là cái gì? Đây là cái khác. Đây là xoài. Người đừng nghe chị Huyền. Không thể có chôm chôm nào mà màu như này được. Hình như trứng muối mọi người ạ. Đấy, thế cho em một một miếng nữa không? Em tự xúc đi em. Không. Ôi, nắp này rất chặt nha mọi người. Rất là kỹ. Mình cho một miếng tiết luộc. Rồi rồi, đổ vào người tôi bảo nhá. Bơ dừa non. Nhưng mà cũng là một lưu ý, mình ở ngoài Bắc thì sẽ uống bớt ngọt hơn là ở miền Nam. Các bạn có thể dặn nhân viên là cho em bớt ngọt đi cũng được. Nhưng mà cái cốc này của em dù đã bớt ngọt nhưng rất ngọt. Chắc một phần là tại bơ già nữa nên là nó ngọt và nó ngậy hơn nhiều. Tức là trong tưởng tượng của mình nhá, là cái trà sữa chôm chôm thì nó sẽ là vị chôm chôm, nhưng thực ra không phải, nó vẫn là vị trà sữa bình thường. Cái trà rất là thơm nhưng mà nó có topping là chôm chôm. Khá là hay ha. Nhưng em thấy bên Catinat này vẫn chú trọng vào chất lượng của trà sữa ấy. Ý tức là họ làm trà rất đậm. Ê, nhưng mà có một điểm đấy là cái thìa này nó ngắn so với cái cốc này ấy, mọi người, xong rồi muốn múc topping lên thì nó bị khó ấy. Nhưng mà mình thích ăn chôm chôm kiểu này mọi người ạ. Mình không thích ăn cái cứng cứng ở bên trong cái quả chôm chôm ấy. Nhưng mà ăn cái này không có luôn ấy. Nhưng mà mình trà sữa của cái này thật sự ngon. Nhưng mà em không hiểu tại sao, em biết tại sao cái này hot rồi. Bởi vì nó hòa quyện với nhau rất hợp lý. Anh thử cái này xem. Nhưng mà vị trà hơi đắng. Nhưng vị chôm chôm rất ngọt. Không phải đắng mà là chát chát. Chát chát. Rất đậm vị trà. Ôi, đêm nay tôi đã mất ngủ rồi. À thôi, đây là thìa của Hiếu đúng không? Đúng mà, có cái lòng đỏ mà. À, đây là kem cheese. Trứng muối kem cheese à? Bởi vì là phô mai, kiểu như là phô mai con bọc dưới ấy, mặn mặn chút. Ui, đây là cái chân châu mà mình cảm thấy hào hứng nhất luôn ấy. Nó, tại vì nó vừa miệng ấy, nó là phô mai á. Chân châu phô mai à? Ok à? Mình thấy ngon hơn cái màu con vàng vàng kia. Là cái này đúng không chị? Nhưng từ quý ô long em chưa hiểu cái tên nào. Trà ô long thì biết rồi, nhưng mà từ quý câu hỏi. Thực sự là để mà có một cái không gian ngồi bên bờ sông uống trà cùng với bạn bè như này thì mình nghĩ là ở Hà Nội hiếm có đấy mọi người. Nên là mọi người tranh thủ nhá. Theo lời của chị Huyền thì đây là view triệu đô. Đúng đó. Cả khu này cũng triệu đô đấy. Đây không chỉ riêng Catinat mà rất là nhiều hàng quán ở đây đều bố trí ven cái bờ sông á, thì mình nghĩ là cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Đặc biệt là ở gần thành phố Hà Nội á, chỉ cần đi qua đoạn Ion Long Biên một chút xíu, khoảng độ 15-20 phút nhỉ, là mọi người đã có được một cái không gian rất là tuyệt vời. Mà hơn nữa là những cư dân nào của Ocean Park còn hưởng trọn vẹn những ưu đãi ở đây đúng không? Wow. Không thì mình có trả không? Khoảng tiếp theo mà mình định đưa các bạn đến đó là quán Nhậu Tự Do. Một địa điểm rất là hot ở Mega Grand World Hà Nội. Chị mình hơi lú tí để uống trà xong. Quán Nhậu Tự Do. Quán này thì ở đây cực kỳ hot luôn. Nhưng mà bởi vì là trong quán thì nhạc khá là to ấy. Mình sợ là không đảm bảo được chất lượng âm thanh, nên là mà mình sẽ quay cho các bạn một vài cảnh các bạn xem về không khí ở trong này nhá. Ngoài ra thì ở Mega Grand World thì còn có rất là nhiều hàng quán mà rất là hot hit ấy. Từ nhà hàng, quán ăn này, đồ uống này, mua sắm, shopping này, tha hồ luôn đấy. Ừ, nói chung là tất cả nếu mà tụ hết ở đây đúng không? Đi chơi ở đây thì chắc là phải dành cả một ngày ấy, thì mới có thể ghé được hết, ăn uống, mua sắm được hết á. Nên là nếu có cơ hội thì các bạn đến đây nhé. Còn hôm nay bọn mình chỉ giới thiệu cho các bạn được qua một vài hàng quán thôi. Đó. Đấy, thì ăn cũng ăn xong rồi, chơi cũng chơi xong rồi. Uống xong rồi. Đúng rồi, trời cũng đổ lạnh rồi. Bây giờ chúng mình sẽ đi về nắm chắc ấm và ngủ. Các bạn hãy chờ đón xem số UT Mega Grand Go nhá. Còn giờ thì bye bye. Bye bye. Thực ra đến đây là các bạn siêu xong rồi. Ok.